Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Xem tuổi làm nhà trên kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là tuổi 2001, tức là tuổi Tân Tỵ, xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần có được không? Thì trong nội dung video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị 5 cái vấn đề chính như sau. Một là tuổi Tân Tỵ 2001 năm 2022 Nhâm Dần có xây được nhà hay không? Nội dung thứ hai là gì? Những người tuổi Tân Tỵ 2001 nếu muốn mượn tuổi động thổ hoặc muốn mượn tuổi làm nhà thì sẽ mượn tuổi nào thì được cắt lợi nhất? Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cho quý vị là cái tuổi 2001 Tân Tỵ này mà ở nhà xây nhà ấy, thì hướng nào sẽ là hợp với tuổi Tân Tỵ, hướng nào không hợp đó, và cách hóa giải ở nhà không hợp hướng như thế nào. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cùng quý vị là gì? Cái tuổi Tân Tỵ 2001 xây nhà năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ xây vào tháng mấy để được tốt lành nhất đó. Và nếu mà có thời gian tôi cũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về cái chọn hướng cổng, hướng cửa, hướng bếp, hướng bàn thờ, vân vân, ở chỗ nào được tốt nhất. Đấy, đấy là nội dung, toàn bộ nội dung chương trình video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là nội dung thứ nhất là tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có xây được nhà hay không. Thì để xét xem tuổi đó có xây được nhà không thì chúng ta sẽ xét các yếu tố sau. Một là kim lâu, không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoa gốc và không bị phạm tam tai. Đó, thì năm 2022 Nhâm Dần gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 là 22 tuổi. 22 tuổi thì không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoa gốc, không bị phạm tam tai, vị chi là gì? Có thể xây được. Đó. Xây được nhá, tự động thổ xây được. Xây được. Không cần mượn tuổi. Trong nếu mà quý vị muốn mượn tuổi rộng ngọ dần, nếu quý vị muốn mượn tuổi ấy, thì quý vị có thể mượn tuổi gì? Tuổi Nhâm Dần là 1962 đấy. Tân lấy lộc tại Dậu, Dậu ngọ dần thì ngọ dần là quý nhân, thì có thể mượn tuổi ngọ, tuổi dần làm tuổi động thổ cho mình, đó là 1962. Đó. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cùng quý vị là gì? Gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 thì ở hướng nào hợp, ở hướng nào không hợp. Như chúng ta đã biết, gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 thì có cung mệnh là cung Cấn. Cung Cấn thì thuộc thổ, nó ở hướng đông bắc và thuộc gì? Tây tứ mệnh. Như vậy là gia chủ tuổi Tân Tỵ có mệnh trạch là Tây tứ mệnh. Với những người tuổi Tây tứ mệnh này thì sẽ hợp với hướng tây, hướng tây nam, hướng tây bắc và hướng đông bắc. Đó là bốn hướng hợp. Còn các hướng xấu ấy, là hướng đông nam, hướng nam và hướng bắc. Đó là bốn hướng xấu. Đó là bốn hướng xấu với những gia chủ tuổi tuổi Tân Tỵ. Những gia chủ tuổi Tân Tỵ mà ở các hướng như là hướng bắc là phạm vào ngũ quỷ này, hướng đông phạm lục sát, hướng nam phạm hỏa hại hoặc hướng đông nam phạm vào tuyệt mệnh. Thì đây là bốn hướng xấu. Ở trong nhà thì sẽ có rất nhiều cái thị phi, đúng không? Rất nhiều cái cãi vã và cái gia đạo luôn luôn cảm thấy bất an, công việc thì không được ổn định. Đúng không? Kèm theo đó thì cái tài lộc thì nó cứ đến rồi nó đi, gần như là không tụ được. Vậy nên là gì? Quý vị cần phải hóa giải. Treo trước cửa nhà một cái gương bắt quái tinh cầu. Cái gương bắt quái tinh cầu được làm một gỗ đào, trên có 8 quẻ tiên thiên, càn đoài ly ly chấn tốn khảm cấn khôn, để làm gì? Để hóa giải cái nhà không hợp hướng. Đấy. Những hóa giải cái nhà không hợp hướng cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001. Đồng thời cái gương này cũng có tác dụng là hóa giải những thế sát phía trước cửa nhà. Ví dụ trước cửa nhà là một cái đầm, cái ao hồ hoặc là cái đình đền miếu phủ chùa chiền. Cũng như là trước cửa nhà quý vị có một cái bãi tha ma hoặc là một cái nghĩa trang, hoặc là đối diện của nó là bệnh viện, là cơ sở công quyền bộ công an chẳng hạn đấy, hoặc là đối diện là gì, có một cái cột thu phát sóng, cái cột thu phát sóng của bên viễn thông đấy, trước cửa nhà mình có một cái cột điện to mà cái nó đâm thẳng vào nhà mình đấy, vân vân. Thì cũng rất nhiều thế sát như vậy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài lộc, đến cái may mắn, đến cái bình an của quý vị. Thì quý vị cần hóa giải bằng cách là treo cái gương này. Thứ hai, sau khi hóa giải xong thì chúng ta cũng cần phải chiêu tài. Chiêu tài lại cho ngôi nhà của mình. Đấy. Chiêu tài bằng cách sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý được làm bằng 5 đồng hoa mai. Thì chiêm với mỗi đồng ấy, thì được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18 đến 24K. Thì trong cái đồng tiền hoa mai này là một trong những cái pháp khí phong thủy chiêu tài bậc nhất khi mà treo lên. Cái vật phẩm treo để chiêu tài ấy, thì cái hoa mai là một trong cái vật phẩm mà thì có cái tác dụng chiêu tài mạnh nhất. Đấy. Hơn nữa là gì, cái mai hoa phú quý và cái gương này thì ở phong thủy lộc tài cũng được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng 100% nhá, được khai quang trì chú.
và xem ngày sử dụng. Thật ra quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng, và khi được khai quang trí chú và xem ngày thì nó mới phát huy được cái tối đa công năng của vật phẩm, và nó mới có thể là chia được tài lộc, chia được may mắn cho gia chủ. Đấy. Còn những gia chủ Tân Tỵ 2001 mà xây nhà những hướng Tây thì bị là diên niên, đúng không? Được diên niên, Tây Nam được sinh khí, Tây Bắc được thiên y và Đông Bắc được phục vị. Thì đây là bốn hướng tốt, thì quý vị cũng cần phải chiêu tài cho nó. Chiêu tài bằng cách sử dụng gương, sử dụng cái mai hoa phú quý. Quý vị chiêu tài bằng cách sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Mai hoa phú quý để chiêu tài. Đấy. Trong trường hợp mà năm 2022 nhâm dần mà quý vị xây nhà những cái hướng này này, đúng không? Xây nhà hướng Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Đấy. Quý vị xây nhà những hướng này thì quý vị cần phải làm gì? Cần phải chấn chạch. Chấn chạch giúp cho cái chạch đất được hưng vượng, đúng không? Và kích vận. Kích vận. Đó, kích hoạt cái vận khí của mảnh đất nhà mình để nó lên, nó gì, nó có thể là chiêu được tài lộc, chiêu quý nhân, và ở trong đó nó sẽ được khỏe mạnh, được bình an. Đấy. Còn nếu mà quý vị mà ở trong nhà mà luôn cảm thấy bất an, cảm thấy sức khỏe không ổn định, ốm đau bệnh tật liên miên, hoặc là cái công việc nó cứ bấp bênh, nó không ổn định lúc thế này lúc thế kia, hoặc là gì trong thời gian ở trong nhà thì quý vị luôn cảm thấy là cái nhà nó có cái gì đó mà mình về nhà mình cảm thấy cái trường khí nó không được tốt, và mình thường không muốn về nhà, đấy, vân vân, hoặc là vợ chồng bất hòa, con cái thì không nghe lời, vân vân, đấy. Thì trong trường hợp như vậy thì quý vị cũng cần phải khảo sát xem cái nhà mình nó có bị phạm lỗi gì không, và tốt nhất là nên mời thầy về để thầy khảo sát đo đạc tính toán trước, sau đó là chúng ta lên cái phương án xây dựng. Lên phương án xây dựng, nhất là đối với những nhà mình chưa xây mà đang định xây thì chúng ta phải lên phương án xây dựng, đúng không? Lên phương án xây dựng để thầy về thầy khảo sát đo đạc, tính toán các vị trí về mở cổng, mở cửa, đặt bếp, đặt bàn thờ, đấy, đặt hố ga, đặt nhà vệ sinh đâu, vân vân, để cho nó được gì, được may mắn, tài lộc và không bị phạm phong thủy. Đấy. Đấy là nội dung đầu tiên. Nội dung thứ hai tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là gì? Cái tuổi Tân Tỵ 2001 thì xây nhà trong năm 2022 nhâm dần, xây vào tháng mấy thì tốt? Như chúng ta đã biết ấy, thì đất thì có vận đất, người có vận người, và cái vận khí của từng hướng, của từng hướng, từng sơn thì trong mỗi một cái tháng thì nó cũng sẽ khác nhau. Vậy nên để xét được cái tuổi Tân Tỵ 2001 mà xây nhà trong năm 2022 nhâm dần thì chúng ta phải xét từng hướng một, xét tuổi Tân Tỵ với từng hướng một. Đầu tiên ta xét hướng Bắc. Hướng Bắc có ba sơn là Nhâm, Tý, Quý, độ số là từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Thì với những người mà xây vào sơn Nhâm, đúng không? Sơn Nhâm thì sẽ xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Sơn Tý xây vào tháng 3, tháng 4 và tháng 6. Sơn Quý xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Đó là với nhà hướng Bắc. Tiếp theo là nhà hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ gồm ba sơn là Sửu, Cấn và Dần. Độ số của nó từ 22,5 độ đến 67,5 độ. Thì những nhà mà sơn Sửu và sơn Cấn thì chúng ta xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 11. Còn riêng sơn Dần thì tọa phạm vào mộ Kỷ Đô Thiên và hướng là hướng Thái Tuế, ta không xây. Hướng thứ ba ta xét là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ có ba sơn là Giáp, Mão và Ất. Độ số của nó là từ 67,5 độ đến 112,5 độ. Thì với nhà hướng Đông ta xây vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Hướng thứ tư ta xét là hướng Đông Nam. Đông Nam có ba sơn là Thìn, Tốn và Tỵ. Độ số của nó là từ 112,5 độ đến 157,5 độ. Đấy, thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12. Hướng thứ 5 ta xét là hướng Nam. Hướng Nam có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Độ số của nó là từ 157,5 độ đến 202,5 độ. Thì với những nhà ở hướng Bính và hướng Đinh thì ta xây vào tháng 4 và tháng 6. Còn quý vị đo mà nó rơi vào hướng Ngọ này thì quý vị không nên xây mới, vì là cái hướng Ngọ này bị phạm vào tam sát, chúng ta không xây. Hướng thứ 6 là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ có ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Độ số của nó từ 202,5 độ đến 247,5 độ. Nếu mà quý vị đo tọa độ nhà mình ấy, nó vào sơn Mùi thì quý vị xây vào tháng 5 và tháng 6. Quý vị đo vào sơn Khôn thì quý vị xây vào tháng 5, tháng 6, tháng 11 và tháng 12. Còn nếu mà quý vị đo vào sơn Thân thì Dần, Thân là tương xung, đúng không ạ? Dần là Thái Tuế, tọa Thái Tuế và hướng là hướng Tuế phá. Hơn nữa hướng lại phạm mộ Kỷ Đô Thiên sát, ta không xây mới. Hướng thứ 7 ta xét là hướng Tây. Hướng chính Tây thì có ba sơn là Canh, Dậu và Tân. Độ số của nó là từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Nếu mà quý vị đo nhà mình vào sơn Canh và sơn Tân thì quý vị sẽ xây vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Còn nếu mà quý vị đo nhà mình ấy, nó rơi vào sơn Dậu. Sơn Dậu thì tọa phạm Tam Bích và hướng là hướng Thất Xích thì chúng ta không xây mới trong năm 2022 nhâm dần. Đấy.
Và hướng cuối cùng là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ gồm có ba sơn là Tuất, Càn và Hợi. Đấy. Thì độ số của nó là từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Nếu mà quý vị đo nhà mình nó rơi vào sơn Tuất thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Quý vị đo vào sơn Càn thì sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Còn nếu mà quý vị mà đo vào sơn Hợi thì sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 hoặc là tháng 12. Đó, đó là những tháng tốt xây nhà cho những gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh 2001. Thì đây quý vị có thể là gì? Đo đúng không? Quý vị đo đạc lại cái mảnh đất nhà mình, đo đạc cái thửa đất nhà mình, cái đất mà mình đang có ý định xây, xem hướng của nó là nó xây vào cái hướng nào, đúng không? Sau đó quý vị đối chiếu với cái bảng này. Ở đây có đầy đủ hết các tọa độ rồi, đúng không? Độ số. Ví dụ quý vị mà xây vào gì? Đo vào nhà mình là 165 độ thì nó rơi vào sơn Bính. Thì quý vị có thể xây vào tháng 4 và tháng 6 đúng không? Nếu quý vị đo vào nhà mình ấy, nó rơi vào gì? Ví dụ như là 75 độ đấy, thì nó xây rơi vào sơn Giáp, đúng không? Quý vị xây vào tháng 3, tháng 6 và tháng 12. Thì dựa trên cái bảng này cùng theo kèm theo cái bảng mà trên màn hình mà nó hiện lên ấy, thì tôi sẽ chia sẻ tất cả cho quý vị và các bạn về những tháng xây nhà đại khắc đại lợi. Đấy, thì quý vị dựa bảng này để quý vị gì? Chụp lại nhé, chụp lại và đo đạc vừa tính toán để đối chiếu lại với cái độ số nhà mình xem nó nằm trong độ nào, rồi quý vị có thể là gì? Chọn ra cái tháng xây cát lành nhất cho mình. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về tất tần tật về cái tuổi Tân Tỵ 2001 xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có đóng góp ý kiến gì thì quý vị có thể comment ở phía bên dưới video hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp đến đội ngũ trợ lý của chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Đấy. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.